bùm bùm mừng bật khóc báo tin cực vui với hồng loan đã mua được nhà rồi bùm bùm thông báo vừa mua được nhà mới sẽ dọn ra ở cho được ở riêng hồng loan chúc mừng hai vợ chồng sau bao nhiêu ngày cố gắng tích góp đã mua được căn nhà nhỏ cho hai vợ chồng khán giả cũng chúc mừng vợ chồng bùm bùm vì có nhà mới ai cũng muốn mình sẽ có riêng một tổ ấm để thoải mái sinh hoạt bùm bùm, bùm bây giờ đã làm được còn công việc thì bùm bùm vẫn sẽ sang nhà hồng loan làm việc như bình thường để kiếm thêm thu nhập lo cho con cái theo như bùm bùm chia sẻ mua nhà là một việc hệ trọng và đặc biệt là số tiền rất lớn. Hồng Loan là người đã cho thêm tiền để hai vợ chồng đủ tiền mua nhà, rất nể phục Hồng Loan vì rất yêu thương anh em trong nhà. Chỉ cần ai cần làm gì cô đều ủng hộ hết mình, không như ai đó chỉ bọn trúc cho bản thân mình thật đáng khinh. Mới đây trên trang cá nhân của mình, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan đã vui mừng thông báo với khán giả và người hâm mộ của ba mình về ngôi nhà mới mà cô và Bình Tinh cũng như Vũ Luân chung tay làm cho ông các con của ông hoàng cải lương hồ quảng làm vách ngăn bằng gỗ và trang trí lại bàn thờ cho không gian trang nghiêm ấm cúng hơn hồng loan viết cuối cùng con cũng đã hoàn tất căn phòng mới cho ba con vui lắm bà ơi em xin cảm ơn anh hai vũ luân và chị ba bình tinh đã cùng với em lo chu toàn cho ba con cũng xin gửi lời cảm ơn cô chú anh chị khán giả trong ngoài nước đã ủng hộ con và gia đình nhỏ của con trong suốt thời gian qua mọi người là nguồn động viên lớn nhất của con con luôn trân trọng và biết ơn nhiều lắm còn Bình Tinh cũng không giấu niềm vui khi làm được điều nhỏ nhoi cho ba của mình. Ba ơi, ngôi nhà mới này ba có thích không ba? Con vui vì vẫn tiếp tục được lo lắng cho ba, dù ba không còn hiện hữu bên con nữa. Cảm ơn bé Loan ơi, đã chu toàn mọi thứ cho ba giúp chị. Giữa cuộc chiến tranh giành tài sản của gia đình với cô Sáu và Hồng Phượng, Hồng Loan vẫn chú tâm làm những điều tốt cho ba. Hiện cô đang bán hàng online để có thêm thu nhập lo cho các con và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các khán giả lẫn cư dân mạng hồng loan báo tin vui đã nhận được lệnh đuổi mẹ con cô sáu khỏi nhà hồng loan đã chiến thắng mẹ con hồng phượng phải dọn hết toàn bộ đồ đạc ra khỏi nhà hồng loan chính là chủ nhà mẹ con hồng phượng không được quấy phá hồng loan nữa quá xấu hổ khi nhận tin từ tòa án mẹ con hồng phượng không dám qua nhà hồng loan để dọn đồ đạc hơn nữa khi thẩm định nhà lần hai họ cũng dọn hết đồ cần thiết để lại những đồ không cần thiết chỉ để dằn mặt Hồng Loan. Nhận được tin, Hồng Loan đã báo cho gia đình Hồng Phượng nhưng không nhận được hồi âm. Hồng Loan thuê người mở ổ khóa dọn sạch sẽ đồ mẹ con Hồng Phượng, thuê hẳn xe ba gác chở tới nhà cho mẹ con họ. Vừa dọn dẹp xong, Hồng Loan nhanh tay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị đón tết lớn. Khán giả vỗ tay chúc mừng Hồng Loan ăn mừng chiến thắng. Sau ồn ào liên quan đến việc tranh chấp tài sản, hiện con gái nghệ sĩ Vũ Linh Hồng Loan đã ổn định cuộc sống. Dù cố nghệ sĩ đã đi xa, song nỗi đau trong lòng Hồng Loan vẫn khó thể nào nguôi ngoài. Mới đây trên trang cá nhân, con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh bất ngờ đăng tải những chia sẻ đầy xót xa. Theo đó, Hồng Loan cảm thấy bồi hồi khi lau dọn phòng của ba, đồng thời cô phát hiện một số thứ được người ba quá cố để lại. Hồng Loan viết, hôm nay con gái dọn dẹp chuẩn bị đón Tết về, bao nhiêu ký ức ùa về. Mỗi khi con cùng các cháu về thăm ba, bước vào cánh cửa là bóng dáng ba ngồi tại giường này. Còn giờ đây con thèm biết bao nhiêu được thấy ba, được thấy hơi ấm của ba. Dọn dẹp đến đâu thì đau xót nhớ thương đến đó. Ba đang ở đâu, con nhớ ba lắm. Một điều tuyệt vời nhất ba để lại cho con mà con không ngờ tới trong lúc dọn dẹp đã nhìn thấy. Đó là tất cả những gì ba im lặng từ bấy lâu nay. Cảm ơn ba, ba đã yêu thương và bảo vệ con cháu bấy lâu nay. Con gái của nghệ sĩ Vũ Linh chia sẻ theo đó dù không rõ điều hồng loan nhìn thấy là gì song chắc hẳn phải là một món đồ vô giá chứa đầy kỷ niệm của người bao quá cố bên dưới bài viết nhiều khán giả để lại bình luận động viên hồng loan mong cô sớm vượt qua những nỗi buồn để hướng về điều tươi đẹp trong tương lai con trai bạn thân Vũ Linh tố Hồng Phượng bẩn tính, dọa sẽ tung bằng chứng khiến đối phương muối mặt. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Linh Tý, con trai nghệ sĩ Linh Tâm, một người bạn, người em thân thiết của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã có dòng trạng thái gây chú ý. Anh cảnh cáo cực gắt với người mà ai cũng biết là ai khi dám dùng nick ảo tấn công ba ruột của mình. Linh Tý viết, chạy xít đinh ai mà không biết, còn tiền mà, chạy cái đó dễ thôi. Tại người ta không nói thôi, để truy ra thì lúc đó cái mặt thật đẹp mà cũng ngộ mấy bé nick ảo núp lùm này ngộ ghê tấn công người chính không được qua tấn công người thân gia đình họ tôi có nói tới ai đâu nè cảm ơn vì đã nhột à nghen á nhắc cái bé bay vo ve lần đầu là đụng đến người này thì không được đâu nghen chỉ vì người này mà tôi không làm thẳng tay với mấy người đó nghen anh cũng cảnh cáo ai đó rằng một người nào đó tự nhiên có cái clip đi coi thầy có câu nói tiền nhiều quá làm sao con bỏ được lúc đó mặt đăng đẹp lại càng đẹp hơn đó nghen sợ quá thôi đi ngủ gấp ra thêm nhiều cái clip nữa cho đỡ sợ Thời gian qua Linh Tý cùng vợ là diễn viên Bích Trâm thường làm clip châm biếm mỉa mai với nội dung gần giống chuyện nhà của nghệ sĩ tú Vũ Linh. Anh công khai đứng về phía Hồng Loan. Không chỉ vợ chồng Linh Tý mà các con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh thời gian qua cũng bị công kích khi lên tiếng bảo vệ Hồng Loan. Mới đây Bình Tinh, một trong những con gái nuôi của Vũ Linh đã có dòng trạng thái chú ý giữa loạt ồn ào nhân ngày sinh nhật cô hạnh phúc vì nhiều điều bất ngờ mà mọi người đã làm vì mình được biết nghệ sĩ cải lương bình tinh vừa trải qua một sinh nhật đáng nhớ bên bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ trên trang cá nhân nữ nghệ sĩ khoe núi quà đồ sộ từ những người thân yêu trong số đó có những món quà đắt tiền như túi sách giày dép trang sức hoa bánh kem cô cũng nhận được nhiều thiệp chúc mừng sinh nhật với những lời ngọt ngào và ấm áp thậm chí có cả tiền đô với số lượng lớn bình tinh viết buổi sáng vừa bước xuống nhà con muốn xỉu một ngôi nhà nhỏ còn hạnh phúc to ai cũng thương con đó là duyên phúc cô hạnh phúc vì tình cảm mà mọi người dành cho mình bình tinh cũng dành lời cảm tạ với người mẹ quá cố con kính ơn ba mẹ đã sinh thành và dưỡng dục con khôn lớn không còn ba mẹ mãi mãi con không có được ngày sinh nhật thật sự vui vẻ hạnh phúc nhưng con luôn ấm áp vì ngập tràn trong biết bao tình yêu thương những lời nhắn gửi của bình tinh khiến dân tình xúc động dưới phần bình luận ngoài nhiều lời chúc tốt đẹp từ bạn bè đồng nghiệp thì mọi người còn an ủi cô bởi có đức mặc sức mà hưởng trước đó cô còn được người trong gia đình tổ chức buổi tiệc sinh nhật hoành tráng nhiều nhân vật nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú kim tử long kim tiểu long ca sĩ nguyên vũ nhật kim anh hoa hậu phương lê hồng loan có mặt chúc mừng bình tinh giàn hậu thuẫn quá hùng hậu này đủ thấy bình tinh được yêu thương cỡ nào bình tinh là một nghệ sĩ tài năng và có tâm huyết với nghề nhiều đóng góp cho sự phát triển của cải lương việt nam từ cô cô cũng là người phụ nữ đảm đang và yêu thương gia đình người thân dẫu mất đi những người yêu thương nhất bình tinh vẫn luôn sát cánh bên cạnh những người anh em thân thuộc của mình Thời gian qua sau khi nghệ sĩ ưu tú Bình Tinh qua đời, thời gian qua sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, Bình Tinh luôn kề vai sắt cánh cùng Vũ Luân bảo vệ và chăm sóc Hồng Loan. Cô cảm thấy vô cùng đau lòng khi chứng kiến cảnh gia đình ba nuôi liên tục xảy ra những ồn ào đấu tố nhau vì vấn đề tài sản. Trước sự việc này, Bình Tinh mong muốn mọi chuyện sẽ sớm kết thúc và những ai đang sống sai hãy sớm quay đầu làm lại. Cô nhiều lần bị ních ảo của phe đối địch tấn công. Tuy nhiên, Bình Tinh vẫn khẳng định mình luôn ủng hộ lẽ phải và cứ đường thẳng mà đi. Hồng Phượng giữ sổ tiết kiệm của cậu Vũ Linh gây phẫn nộ. Cộng đồng mạng đang vô cùng phẫn nộ khi Hồng Phượng vượt quá thân phận chỉ là cháu mà sao tới sổ tiết kiệm cũng nắm giữ. Hồng Loan là con gái ruột lúc nào cũng khiếp nép, sợ hãi, làm gì cũng sợ vì tiền. Vậy mà Hồng Phượng chẳng sợ gì cứ mở miệng là cậu ruột ngọt xớt mà tài sản của con người ta làm như vậy mình nắm giữ hết. Tất cả tiền trong tủ của cậu bị mất. Hồng Phượng không lấy thì ai? chỉ còn lại mẹ con cô sáu bào rất mưu mô tinh vi lúc nào cũng tiêm vào đầu cậu hồng loan rất xấu xa có lúc cậu phải nghi ngờ đứa con gái ruột của mình từ ngày ba vũ linh qua đời hồng loan mạnh mẽ hơn nhiều do có sự ủng hộ từ khán giả và những người đồng nghiệp của ba hồng loan nhất quyết đứng dậy đấu tranh đòi lại công bằng và nhất là giữ lại căn nhà tâm huyết của ba để phụng thờ con gái nghệ sĩ vũ linh cho biết đề nghị em gái và cháu của ông dọn ra khỏi nhà vì hai bên tranh chấp tài sản thừa kế Đầu tháng 6, nghệ sĩ Hồng Nhung, 60 tuổi, em nghệ sĩ Vũ Linh và Hồng Loan, 37 tuổi, con gái nghệ sĩ, gây chú ý vì kiện ra tòa tranh chấp tài sản. Chiều 16 tháng 6, sau 100 ngày mất của ông, trong buổi gặp gỡ truyền thông ca sĩ Hồng Phượng, con nghệ sĩ Hồng Nhung, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện lần đầu lên tiếng, theo nữ ca sĩ, mâu thuẫn gia đình đến mức không thể ngồi lại nói chuyện nên không có cơ hội hòa giải. Hồi đầu tháng 3, mẹ con Hồng Phượng và Hồng Loan nổi ra tranh cãi vì hợp đồng livestream đám tang ông với một đơn vị. Hồng Phượng bị Hồng Loan cho rằng tự ý ký hợp đồng, chia phần trăm doanh thu quảng cáo trên YouTube mà không bàn bạc với nhau. Ca sĩ giải thích, ký hợp đồng vì muốn hình ảnh đám tang được phát sóng với chất lượng tốt cho khán giả trong và ngoài nước, tránh cảnh ồn ào bát nháo do các YouTuber lẫn TikToker gây ra. Hồng Phượng nói toàn bộ 89 triệu đồng nhận được đều giao cho bà Nga, vốn là trợ lý của Vũ Linh trước đây, để lo việc cúng dỗ mà chay. Luật sư Nguyễn Quốc Cường, đại diện pháp lý của Hồng Phượng khẳng định việc cô ký kết hợp đồng với tư cách người thân Vũ Linh là đúng quy định pháp luật. Hồng Loan còn cho rằng mẹ con Hồng Phượng giữ tiền phúng điếu, đồng thời tự nhận tiền của khán giả gửi xin mộ cho nghệ sĩ về điều này. Hồng Phượng nói mẹ con cô nhận tiền để lo tang lễ chứ không dùng vào việc riêng. Đỉnh điểm mâu thuẫn khiến người thân Vũ Linh cắt đứt quan hệ là sau khi cúng 49 ngày của ông, Lúc này, mẹ con Hồng Phượng đề nghị được đứng tên chung quyền sở hữu căn nhà của Vũ Linh tại đường đoàn thị điểm với lý do nghệ sĩ từng mời họ về chung sống. Tuy nhiên, Hồng Loan không đồng ý, nói sẽ bán hai thửa đất ở Thủ Đức, chia cho người thân trong gia đình để có vốn làm ăn. Xích mít nổ ra, Hồng Loan đề nghị mẹ con Hồng Phượng dọn ra khỏi nhà, hiện cả hai ở nhờ nhà người quen trước khi tìm được chỗ ở ổn định. Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video, trong đó nghệ sĩ Vũ Linh để lại căn nhà cho Hồng Phượng. Người cháu nói chỉ xem đó là câu thể hiện tình cảm của cậu với cháu, không phải gì chút miệng. Hồng Loan cho biết, đề nghị mẹ con Hồng Phượng dọn ra khỏi nhà, chứ không phải đuổi, bởi muốn mỗi người sống riêng để nuôi ngoại dân. Hồng Loan nói sau khi bị kiện, chị đã nhờ luật sư đại diện cho các phiên tòa sắp tới. Thời gian qua, chị sụt cân thất nghiệp vì phải giải quyết mâu thuẫn gia đình theo người con mâu thuẫn xuất phát từ việc hồng phượng tự ý ký kết hợp đồng truyền thông trong đám tang không sao kê tiền quyên góp chỉ bức xúc vì muốn mọi thứ minh bạch để hình ảnh của cha không bị trục lợi